Mình là Sophia và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một ly cocktail mang tên Saika. Saika là một ly cocktail được ra đời từ sau cuối Thế chiến thứ nhất, khoảng tầm năm 1970. Thì để làm một ly Saika thì chúng ta sẽ tìm được chúng ta sẽ viền đường khoảng tầm 1/3 ly. Nguyên liệu chính của cái Saika đó là rượu cognac. Chúng ta sẽ sử dụng 50ml. Con trâu. Cốt chanh. Và chúng ta sẽ xếp lên. Và cuối cùng là chúng ta sẽ để co bằng một lát cam vàng. Xin mời.